Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Mẫn xin mời tất cả mọi người cùng đi với Mẫn đến với ngôi chùa Viên Giác Thiền Tự, hay còn gọi là chùa Đèn Cầy, và cùng tìm hiểu lý do tại sao lại có cái tên gọi là chùa Đèn Cầy. Viên Giác Thiền Tự là một trong những ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng, có địa chỉ tại ấp Đoàn Kết, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Nơi đây có nhiều công trình văn hóa tâm linh Phật giáo ấn tượng, đạt kỷ lục Guinness Việt Nam, du lịch tâm linh nổi tiếng nhiều năm nay. Chùa được xây dựng năm 1996, được công nhận là cơ sở từ tự năm 2008. Đây là ngôi chùa có tuổi đời còn chưa lâu, thế nhưng cái tên chùa Đèn Cầy vẫn được du khách biết đến và yêu thích. Khuôn viên rộng đẹp, nhiều cây xanh, đến nay diện tích toàn bộ chùa đã lên đến 6 hectare, và có thể nói rằng Viên Giác Thiền Tự là một trong những công trình có kiến trúc độc đáo và đồ sộ nhất hiện nay. Chùa được xây dựng làm hai khu vực, nội viện và ngoại viện. Mỗi khu vực có cách bài trí sắp xếp khác nhau, đẹp mắt và đúng chức năng của mình. Khu nội viện có diện tích khoảng 2 hectare, bao gồm các công trình chánh điện, khu tăng xá, thiền thất. Các công trình này được xây dựng theo hướng truyền thống thuần Việt. Các đặc điểm cổng, mái, cửa đều xây dựng theo chuẩn mực chùa chiền tại Việt Nam. Vì vậy khi đến tham quan khu vực này, bạn sẽ thấy vừa trang nghiêm lại vừa rất quen thuộc. Mời mọi người chúng ta cùng di chuyển lên chánh điện của chùa Viên Giác Thiền Tự và tìm hiểu vì sao có tên gọi là chùa Đèn Cầy. Sở dĩ có tên gọi là chùa Đèn Cầy bởi một đặc điểm nổi bật của chùa. Từ khi thành lập đến nay đã thành thông lệ, cứ chiều ngày 18 rạng sáng 19 âm lịch hàng tháng lại có lễ hoa đăng. Đặc biệt, quy mô lễ lớn hơn vào các dịp đặc biệt Phật đản, Vía Quan Âm, Vu Lan, chùa sẽ đốt 10.000 cây đèn cầy cầu chúc bình an, hạnh phúc, hòa bình, an lạc cho toàn thế giới. Chính vì vậy, người dân đã gọi Viên Giác Thiền Tự bằng cái tên dân giả là chùa Đèn Cầy.
đến đây bạn có thể cảm nhận được không gian rất thoáng đãng, yên bình. Mặc dù là cửa Phật, thế nhưng không hề có cảm giác bị gò bó trong các lễ nghi và không gian. Những hàng cây xanh mướt được trồng khắp khuôn viên. Trước mắt quý vị là khu ngoại viện, có nhiều công trình nhất, trong đó ở khu ngoại viện có diện tích 3 hectare. Trước mắt quý vị là tượng Quan Âm tứ diện tứ phương, trọng lượng khoảng 480 tấn. Tượng cao 19 mét, được tạc từ đá hoa cương trắng nguyên khối. Tượng đã đạt kỷ lục Việt Nam là tôn tượng đá hoa cương cao nhất Việt Nam. Viên giác thiền tự được đông đảo du khách yêu thích bởi vẻ đẹp độc đáo của mình. Chính vì vậy, ngoài việc cúng bái, tu tập, nơi đây còn là địa chỉ vạn cảnh hấp dẫn. Ngoại viện còn có một công trình rất nổi bật, đó là Lâm Viên Đại Bi Chú, thể hiện 84 tôn tượng hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm trong cảnh giới Đại Bi Chú. Viên giác thiền tự xứng đáng là một địa điểm du lịch tâm linh không thể bỏ qua khi chúng ta đặt chân đến tỉnh Đồng Nai.